未惧身上被子弹流行，维护你我却敢于舍身。站在风浪下对抗黑暗，而为你是毫无疑问。公司Ảnh Dương phát hành bộ phim Nghĩa Hải Hào Tình do TVB sản xuất, giám đốc sản xuất Lý Thiêm Thắng, biên kịch Ngô Trấn Vũ, biên tập Trương Hoa Tiêu, Trần Tịnh Nghi, đạo diễn Lục Thiên Hoa, với các diễn viên Đặng Tùy Dân, Lê Diệu Tường, Quỳnh Hạo Nhiên, Ngao Gia Niên, Nhạc Hoa, Tạ Tuyết Tâm, Trần Pháp Lạc, Quỳ Ánh Hồng, Kim Cương cùng một số diễn viên khác. Nhóm biên dịch và lồng tiếng Ảnh Dương, người dịch Bích Ứng, Quốc An, Ứng Mùi, diễn viên lồng tiếng Bích Ngọc, Tuyết Mai, Nguyễn Vinh, Thanh Bình, Quy Hồ, Khánh Giang, Thùy Trang, Đình Tuấn, Khánh Vương, Minh Thảo, Trần Tuấn, kỹ thuật lồng tiếng Thủ Đính, Anh Dũng, Minh Nghĩa. Vì cư sân sơn vì chỉ tan lầu hầm, vì hù nì ngọ khờ, cảm như sẽ sân. Sầu nhân thiên hạ phải kiên sinh chúc nhân, xuân quay ngôi, buồn hòa y vô hạ. Tập 32. Giết cô ta đi! Giết cô ta đi! Giết cô ta đi! Giết cô ta đi! Những việc cô cửu làm có trời biết, còn có tôi tận mắt nhìn thấy. Mấy người muốn giết trùm ma túy thì chỉ có một cách, chính là giết chết tôi trước, sau đó đạp lên xác tôi mà giết cổ. Mọi người đừng sợ hắn, hắn chỉ có khẩu súng thôi, chúng ta có mấy chục người. Được, mấy người nhào tới đi, giết người phóng hỏa đốt nhà. Chính phủ nào lên nắm quyền cũng sẽ bắt mấy người đi xử bắn. Còn nữa, đối phó với dân làm loạn như mấy người chỉ có bốn chữ: giết chết không tha. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Giết chết ma túy, ma túy, giết chết ma túy. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Anh đừng có bắn nữa. Cô Cửu à, yên tâm đi, kỹ thuật bắn của tôi không có sai sót, không có bắn trúng người nào hết. Không sao đâu. Cô Cửu, uống nước đi. Cô Cửu. Quân gia. Cứu muội à, con không có gì chứ? À, không sao, chuyện nhỏ thôi. Cô muội à, con yên tâm, chú đã nhờ cầu cho mười mấy đệ tử ở dưới canh chừng, sẽ không có bọn lưu manh đến cướp giật nữa. Lúc này mọi người đã thương lượng rồi, sức khỏe bà như vậy thật sự là không thể qua Mỹ được. Cố rồi giết anh hùng chỉ tổ liên lụy mọi người thôi. Cho nên tôi sẽ đưa quân gia đến Quảng Tây kiếm thông quê hẻo lánh ẩn náu trước. Tôi nghĩ trận chiến sẽ không mau chóng đánh đến đó. Tôi làm cảnh sát nhiều năm, cho dù đến trạm kiểm soát có người thẩm tra gì, tôi cũng có cách ứng phó. Cậu tỉnh bận đi bận về như vậy phải mất khoảng 3 ngày. Chú sẽ chuẩn bị sẵn thuyền, cậu ấy vừa về tới thì chúng ta lập tức qua Hương Cảng rồi qua Mỹ. Cậu tỉnh nói quân bộ thông báo họ chỉ cầm cự được thêm 1 tuần. Sự sắp xếp này cũng tốt. Tụi con qua tới Mỹ, đợi sức khỏe ba khá hơn, tụi con sẽ lập tức đón ba qua bên ấy. Lê Hoa, em cùng cửa muội qua Mỹ đi. Em vẫn còn trẻ, qua tới bên đó em kiếm thanh niên nào trạc tuổi như em, cố gắng tiếp tục sống tốt. Quân gia, anh cũng bảo trọng. Anh tỉnh, dù sao em cũng một thân một mình, qua Đài Loan cũng không cần chuẩn bị gì. Hay là em theo anh cùng đưa quân gia tới Quảng Tây được không? Vậy cũng tốt, thêm một người có gì cũng giúp được. Mọi người đừng vậy mà, trên đời này có bữa tiệc nào không tàn. Thật tình là tôi không muốn xa mọi người. Mọi người cùng chung sống mười mấy năm rồi, bây giờ phải xa cách mỗi người một nơi. Cậu và cô cũ thì nói qua Mỹ,
tôi dương dương sương sườn, xa lớn xa nhỏ thì qua Đài Loan. Tường Hất Tốc và vợ chồng Quỳnh Lục thì ở lại Quảng Châu. Đừng vậy ba má, má không đành lòng. Đã nói mọi người không cần phải buồn mà. Thật ra đại gia đình chúng ta đã gắn bó mười mấy năm, không có gì tiếc nuối. Thật sự không có gì đáng tiếc nuối. Tôi và Tình Tình hai anh em không họ không hàng. Hai mẹ con chị Thiền cũng vậy, vợ chồng Quỳnh Lục cũng vậy. Nhưng bây giờ chúng ta có một gia đình, cãi nhau cũng cãi mấy trăm lần, nói chơi cũng cười lăn ra đất, ăn thịt chó cũng từng ăn một ngàn mấy trăm lần. Chúng ta còn có gì đáng tiếc nuối? Không sai, Quân Nhật đánh suốt 8 năm chúng ta cũng đã vượt qua được. Có khó khăn gì chưa từng chịu chứ, có khó khăn gì mà không chịu đựng được chứ. Quan trọng là mọi người giữ được mạng sống. Đợi sau này hết chiến tranh rồi, mọi người hãy kéo về Trương Lung Lý, tôi nấu nồi thịt chó cho mọi người cùng ăn. Được. Cầu mong người Trường Tồn ngàn dặm nối kết nhau. Mời mọi người cạn ly. Mọi người ráng bảo trọng. Cô ngữ bảo trọng. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe. Bảo trọng nha. 4 ngày sau. Có ai không? Tôi muốn mua lương thực. Bỏ đi Dương Dương, tìm làm cái gì nữa? Thời buổi này làm gì có lương thực mà bán chứ. Phải đó, bỏ đi Dương Dương. Dù sao lên tàu, quân bộ có tiếp tế cho chúng ta mà. Lương khô thì không mua được. Anh Tỉnh và Sương Sương đói trong vòng 3 ngày sẽ về. Bây giờ ngày thứ tư rồi. Sương Sương kìa. Nè Sương Sương. Sương Sương. Ê Sương Sương. Nè sao ra đột nổi này? Có chuyện gì vậy hả? Có chuyện gì hả Sương Sương? Anh Dương à, anh Tỉnh đã về chưa? Anh Tỉnh đi cùng với cậu mà, làm sao mà trả về trước được. Phải đó. Đừng nói nhiều nữa, về đi về nói đi, thì cô cũ cái đã. Cô Thiết à, hành lý chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong hết rồi. Cậu Tỉnh về tới đi chúng ta lên tàu. Dạ. Cậu Sâm à, còn nước không? Dạ còn. Mau lên. Dạ. Chị Thiết. Sương Sương. Cô cũ à. Sương Sương, xảy ra chuyện gì? Anh Tỉnh đâu? Cô cũ à, Quân Gia chết rồi. Hả? Anh Tỉnh cũng mất tích. Xảy ra chuyện gì vậy? Thật sự đã xảy ra chuyện gì? Lúc chúng tôi lên xe lửa đưa Quân Gia đến Quảng Tây, khi gần tới nơi thì xe lửa bị hư. Chúng tôi quyết định leo đường núi. Ai ngờ có hai đội quân ở đó pháo kích, cả chúng tôi cũng bị ném bom. Rồi sao nữa? Anh Tỉnh cổng Quân Gia cố hết sức mà chạy, ai ngờ thì ra sau lưng Quân Gia đã bị trúng bom. Ông ấy đã chết. Anh Tỉnh kêu tôi chạy trước, anh không chịu đi. Anh nói là phải cõng theo Quân Gia mà chạy. Tôi cứ ảnh đừng mà ảnh quyết phải làm. Ai ngờ một quả bom ném xuống. Tôi bị ngất đi nên cái gì cũng không biết. Tôi bị ngất. Tiếp theo sao nữa? Tôi tỉnh lại trong quân trại của thương binh. Tôi tìm chung quanh cũng không thấy anh Tỉnh, rồi tôi mới quay lại vùng núi đó tìm. Ở đâu cũng là xác chết. Tôi tìm anh Tỉnh khắp nơi cũng không thấy. Tôi tưởng anh đã về Trương Lung Lý, ai ngờ cũng không có. Trời ơi cô cứu, thì ra gỗ ly thật hả? Quân đội sắp vào thành phố rồi, chúng ta không thể tiếp tục ở đây đợi nữa, phải lên tàu ngay bây giờ. Phải đi thôi cô muội. Sơn Sườn và mọi người đã được quân đội đưa đến bến cảng, có lẽ đã nhổ neo đến Đài Loan. Cô cứu à, đi đi nha.
Này, cẩn thận đó. Bác sĩ, ở đây là đâu vậy? Tại sao tôi lại ở đây? Đây là bệnh viện của thành phố Nam Ninh. Não của cậu bị chấn thương nên hôn mê đã 6 ngày rồi. Là do quân nhân đưa cậu tới đây đó. Tôi hôn mê suốt 6 ngày. Ừ. Tôi phải trở về nha. Anh đừng có cử động. Hình như tôi có cuộc hẹn. Phải rồi, thực sự là tôi có hẹn. Này anh à, anh là dân ở đâu? Anh định đi đâu? Tôi là dân ở đâu? Tôi không nhớ tôi là dân ở đâu. Tôi nghĩ cậu phải ở đây điều trị thêm một thời gian. Bây giờ bên ngoài chiến sự rất quyết liệt, cậu không được đi đâu hết hả? Không phải, tôi thực sự có hẹn mà. Tôi hẹn người ta ở đâu? Tại sao cái gì tôi cũng không nhớ? Tôi đã hẹn người ta ở đâu? Tôi đã hẹn với ai? Cô uống nước đi. Cô đừng nhìn gần quá, nhìn xa một chút. Cô hãy nhìn ngọn hải đăng bên đó sẽ đỡ hơn. Có sống thì cùng sống, có chết thì cùng chết. Tại sao tôi lại nói câu này? Tôi nói với ai? Tôi nói với ai? Bảo kinh cho chi, sang hậu thong huy, đâu bất chi hủy mò mi. Sai cả sâm mô, ngoài kiểu sân khí. Chu yi tói chu mong, yên lê ký. Lao sao chuôi mê, yết hê, ta ba lê ký. Tôi có cái này tặng cô. Tôi chỉ có hai trái thôi. Sau khi tặng cho cô rồi thì không còn nữa. Vậy trái còn lại em cho ai? Đã tặng cho Tình Tình. Cô nghĩ là ai chứ? Hồng hồ đi man thiên phi hẳn mỹ có nhất sang hình tư. Lầu xoáy theo chi ngõ lỡ nhìn đâu muốn hãy chết đi. Chính phủ nói tôi làm đội du kích đã lập công, muốn cử tôi tới đồn cảnh sát Nam Kinh, thăng chức tôi làm phó cục trưởng phân khu. Bảo kinh cho chi sang hậu thong huy đâu bất chi hủy mò mi. Sai cả sâm mô ngoài kiểu sân khí. Chu yi tói chu mong yên lê ký. Lao sao chuôi mê yết hê ta ba lê ký. 10 năm sau. Cô Cửu. Chào mọi người. À phải rồi, lại 3 tháng rồi. Cô Cửu à, cô đúng hẹn thiệt. Có phải vẫn chưa có tin tức không? Cũng chưa có. Vẫn tiếp tục đang giùm tôi thêm 3 tháng. À cũng được. À, có phải vẫn theo kích cỡ và nội dung này không? Phải, như vậy được rồi. Anh Winner,
Lần này anh thêm hai câu giùm cho tôi. Dạ được, hai câu gì? Cầu mong người trường tồn, ngàn dặm nối kết nhau. Mười năm sau, anh Quỳnh. Ê trời ơi, cô Cửu à, đi phải rồi, lại 3 tháng nữa. Phải đó. Nè Gia Hưng, chào chú Quỳnh đi. Chào chú Quỳnh. À ngoan. À phải, lần này có phải cũng đăng mấy câu đó không? Có cần phải sửa không? Không cần. Cũng như cũ với hai câu đó. Cầu mong người trường tồn, ngàn dặm nối kết nhau. Cô Cửu, đi liền đi. Tôi sẽ đi cùng cô. Có sống thì cùng sống, có chết cùng chết. Năm 1979, cô Cửu. David. Cô Cửu, cô Cửu. Lâu nay vẫn khỏe chứ? Ngồi đi. Như cũ hả cô Cửu? Ủa, hình như chưa tới 3 tháng mà. Phải đó, tôi tới để gửi cậu tiền của nửa năm tới. Cô phải đi xa hả? Đợi 30 năm rồi, cuối cùng có thể về đại lục một chuyến rồi. Vậy sao? Tốt quá, cuối cùng có thể về đó rồi. Bắt đầu từ lúc con vào nghề làm thực tập thì 3 tháng cô đến đang tìm người một lần, ít nhiều gì cũng 30 năm rồi, bao lâu nay cũng không có tin tức. Lần này cô có thể trở về đại lục chơi, hy vọng là có thể tìm được Lưu Tĩnh. Cũng mong là vậy. Thank you. Cô Cửu à, có chuyện gì à, cứ dặn tôi được rồi. Thư ký Trần nhận đi dặn lại, nói cô là ân nhân cứu mạng con gái của ảnh, chúng tôi phải đón cô thật là chu đáo. Được, là phiền chú quá thư ký Sâm. Đừng nói vậy. Thật ra bây giờ chính sách nhà nước đã mở ra rất nhiều. Rất nhiều người có trường hợp như cô Cửu, lúc giải phóng thì ra nước ngoài, bây giờ cũng lần lượt quay trở về. Cô Cửu xin lỗi nha, đằng trước có người đã khiên đồ. Nè đồng chí, nhanh một chút đi được không? Được, anh thông cảm nha. Chúng tôi nhiều thứ linh tinh quá, xin lỗi nha, thông cảm. Sương Sương. Sương Sương. Sương Sương. Cô Cửu. Dương Dương. Cô Cửu. Xà lên. Cô Cửu. Xà nhỏ. Cô Cửu. Lưu Tĩnh đâu? Mọi người có gặp Lưu Tĩnh không?
con không ăn hả? Hừ quá đi. Má. Má à. Gì? Má có ai tới nhà nè? Ai vậy? Cô Cửu hả? Dạ phải. Cô Cửu. Chị Tiên. Cô Cửu. Tốt quá, tốt quá. Cô Cửu. Cô Cửu. Cô Cửu. Quỳnh Lục hả? Cô Cửu. Cô Cửu. Cô Cửu. Tường hết tốt. Phải. Phải rồi, cô Cửu. Tốt quá rồi. Tốt quá, tốt quá cô Cửu. Tốt quá rồi, 30 năm rồi chúng ta không gặp. 30 năm rồi. Phải. Tôi cứ tưởng không còn gặp lại cô nữa. Bây giờ đã gặp lại rồi đó. Cô Cửu à, tối qua tôi thấy vợ quá cốt của tôi, cô nói gặp lại cô dần. Chính là cô Cửu đó. Cô Cửu. Tốt quá. Cô Cửu à. Nè nè nè. Nè, ẩm qua đây, ẩm qua đây. Đi. Nè, qua đây, qua đây. Canh Khanh. Canh Khanh à. Chào bà Cửu đi con. Chào bà Cửu đi. Chào bà Cửu đi con. Là con của ai vậy? Là cháu tôi đó. Con dâu tôi. Đây là con trai tôi. Có phải ba ông cháu chúng tôi giống nhau như đốt không? Trời ơi hay quá. Tôi đút nó ăn nhiều, đứa cháu nuôi này càng lúc càng giống tôi. Giống thiệt. Phải đó, Gia Hưng, cháu gái tôi ai cũng nói là rất giống tôi. Cháu gái hả? Cô Cửu à? Cô có chồng rồi hả? Phải đó. Tôi qua núi Đàn Hương không bao lâu á, thì Lễ Hoa đã lấy một người lai căng. Hai năm sau á, chị Tiết cũng đi luôn. Tôi ở bển đã nhận nuôi một cô nhi, con gái nó tên là Gia Hưng. Thì ra cô Cửu chưa có chồng. Thật ra tôi cũng thường xuyên nhờ bạn bè tìm mọi người. Ở Hương Cảng cũng có, Đài Loan cũng có, nhưng mà bấy lâu nay không có tin tức. Thư tôi gửi về Trương Lung Lý thì toàn bộ đều bị gửi trả về hết à. Phải đó cô Cửu à, thật ra lúc bây giờ chúng tôi đâu có qua Đài Loan. Chiếc tàu nói đó chúng tôi, nhưng mà đâu có tới đâu. Sau đó thì hỗn loạn, cả Trương Lung Lý cũng bị người ta chiếm luôn. Mọi người mạnh ai nấy kiếm chỗ. Khoảng nửa năm trước chính phủ mới trả Trương Lung Lý lại cho má tôi. Phải đó. Cô có biết không, thê thảm lắm. Được rồi, đám má. Chúng tôi rất là thê thảm quá, mà. Cả nhà chúng tôi mấy người lẽ ra là sống ở dưới quê. Vừa hay tin chị Thiện lấy lại căn nhà thì chúng tôi lật đật dọn về đây ở. Phải đó. Tôi phải đi xe cả ba ngày trời đó. Đông đủ rồi. Tốt tốt. Ở đây tốt. Tôi muốn vào phòng của anh Tĩnh coi. Được. Cô Cửu à, đi vô đi. Tôi đưa cô nhà nó coi ha. Này cẩn thận đó. Cẩn thận lắm đó. Thật ra lúc bấy giờ chúng tôi cũng tưởng là anh Tĩnh bị trúng bom chết rồi. Sau này mới biết thì ra anh đã được quân giải phóng cứu. Nhưng mà chuyện gì cũng quên hết trơn. Sau đó còn đi theo đánh quân Hàn. Đó, đây chính là những bằng khen mà anh được trao.
về sau ảnh cũng từ từ nhớ lại được mọi chuyện. Cho nên sau khi kết thúc chiến tranh, ảnh lập tức về Quảng Châu. Nhưng lúc đó chúng tôi đã tan rã hết. Vì vậy ảnh tính bơi qua Hương Cảng rồi đến núi Đàn Hương tìm cô. Ai ngờ vượt biên 3 lần, 3 lần cũng quay trở về, nội ngồi tù thôi. Cộng hết thảy cũng ngồi tù hơn 10 năm rồi. Tiếp sau đó tội lắm. Thời cách mạng văn hóa, bị đày đến thiểm tây. Nhưng mà ông trời đã đóng cánh cửa cũng sẽ mở cái cửa sổ. Lãnh đạo cũng rất là mến ảnh, biết ảnh bắn súng giỏi nên đã điều ảnh từ Thiểm Tây qua trường võ cảnh ở bên Phật Sơn để dạy bắn súng đó. Còn nói nay mai thăng chức ảnh làm chủ nhiệm. Nhưng mà tâm nguyện lớn nhất của ảnh chính là lãnh sự quán Mỹ có thể duyệt thị thực cho ảnh để ảnh có thể qua Mỹ tìm cô. Do đó hễ có phép anh tỉnh cũng về trừ lùng lý ở lãnh sự quán Mỹ ở gần chỗ này. Một lần không được thì xin lần thứ hai, lần thứ hai không được thì xin lần thứ ba. Tháng nào cũng mưa gió không đổi mà đi xếp hàng. Xếp hàng xong thì anh tới nhà thờ mà trước đây hai người hay gặp nhau ngồi. Cầu ông trời cho anh sống lâu 100 tuổi. Anh Tịnh nói, anh nói là phải giữ lại mạng sống để gặp cô. Anh Tĩnh, sao hôm nay anh lại về? Nghỉ phép hả? Đừng nói nhiều quá. Gọi xa lớn xa nhỏ xuống phụ sách vỏ đồ đi. Tôi có mua vỏ cam nè. Lãnh sự quán kêu tôi ngày mai đến phỏng vấn lần hai. Đâm quỷ nè, lúc nào cũng chậm chạp thiệt là, ngồi hoài không chịu xuống, lần nào cũng hôi tơi hôi luôn. Lưu Tĩnh,
lưu tỉnh. Lưu tỉnh sĩ quan trường cảnh sát Phật Sơn. Lưu tỉnh, xin kính chào cô cửu. Hồng Kông, năm 1983.雨水冷洗情不会淡，晚风再吹已不散，愁云和月之间也不孤单，你足已倾城的两眼，教花与草还璀璨，然而眉目仿佛飘散，有一丝慨叹。 流水透彻窗，我俩沿路满布风霜，一雪亮，天空灰暗，爱得到了景仰。世间什么爱叫纯洁？你甘愿花尽似红布甸，饱经挫折，伤口淌血都不知会磨灭。 世间什么爱叫纯洁？主一再转望仍力竭，留守最美一起，哪怕力竭。举杯畅饮河边秀美，奏一阙曲传千里。 Năm 1984, Ngưu Sơn, Quảng Châu. Hôm nay đội công tác tiếp tục đào bới ở hố dạng người. Tính cho đến nay đã phát hiện được 265 bộ hài cốt. Đơn vị Hữu Quang tin sẽ có càng nhiều bộ hài cốt được đào lên. Vào hai ngày trước, một số công nhân xây dựng ở ký túc xá Quan Tàu, trong lúc thi công vô tình phát hiện ra hố dạng người này. Được biết trong khoảng thời gian Quảng Châu bị thất thủ, quân Nhật đã ở đây tàn sát và chôn một số người chống lại Nhật, cho nên nơi này được gọi là hố dạng người.
Xin chào bà. Bà có phải là bà cũ không? Con chào bà, con là chủ nhiệm Hà. Con thay mặt Cục Bảo vệ Dân và Quốc gia hoan nghênh bà đến đây cung cấp tài liệu cho tụi con. Phải vậy chứ, phải vậy chứ. Nội ơi, đây chính là hứa dạng người mà nội hay nhắc tới hả? Phải. Đêm đó ở đây có mười mấy người bị xử bắn. Ông nội tỉnh của con chính là quỳ ở chỗ này. Nè, cẩn thận một chút, cẩn thận. Cẩn thận nha nội. Cẩn thận đó cô cửu, cô ngồi ở trên đó được rồi, xuống đây làm gì? Tôi muốn coi cái cặp công tác đó còn ở đây không. Cặp công tác sáng nay tụi con có đào một cái. Có phải cái này không? Chính là cặp công tác này rồi. Bốn mươi mấy năm mà tôi không tìm lại được nó. Trời ơi, mọi thứ vẫn còn ở đây nè. Đây là gì vậy nội? Là thư tình nội viết cho ông nội của con. Vậy là rất có giá trị kỷ niệm rồi. Kỷ niệm gì chứ, toàn bộ đều là giả. Cái này mới có giá trị kỷ niệm. Cẩn thận. Cẩn thận nha nội. Đừng có sợ, trái lựu đạn này sẽ không có nổ đâu. Là ông nội con tặng cho nội, rất là quý. Lúc nào nội cũng mang theo. Năm 1994, Trần Đại Văn. Dạ có. Hà Ngọc Thể. Dạ có. Lưu Tư Điềm. Dạ có. Lý Gia Nghi. Dạ có. Lương Thiếu Nhu. Dạ có. Lý Bỉnh Cương. Dạ có. Dương Tiểu Thi. Dạ có. Mã Văn Sương. Dạ có. Lưu Chí Dĩ. Dạ có. Đặng Như Yến. Dạ có. Dương Tiểu An. Dạ có. Trần Mỹ Đình. Cô cửu, con chính là Trần Mỹ Đình. 50 năm trước trên xe lửa, đứa bé gái gầy ốm nhất, thắt hai cái bính. Sau khi hòa bình, con cùng với người nhà di dân qua Mã Lục Giác. Tuy mấy chục năm con không có liên lạc với cô, nhưng mà con vẫn luôn để ý đến tin tức của cô. Có tạp chí đăng tin là cô là Trùm Á Phiện. Gia đình cô giàu có nhờ buôn bán áp phiện. Lúc đánh quân Nhật, họ nói cô là Hán Giang. Con không biết những chuyện này là thật hay giả, cũng không biết cô là người như thế nào. Nhưng mà cho dù như thế nào, 100 đứa trẻ trên xe lửa thật sự là do cô cứu. Bọn trẻ của năm đó nay đều là những người đã già,
hay tin cô đã mất. Cũng từ các nơi trên thế giới trở về tiếng cô chẳng đường cuối. Hy vọng cô yên nghỉ, tụi con sẽ mãi mãi nhớ đến cô. Không biết sau này khi tôi ra đi sẽ có ai ở trên trời đợi tôi. Để coi tôi đi trước hay cô đi trước. Nếu như tôi đi trước thì tôi đợi cô. Ý sĩ lan sĩ chính bác hủy thảo. 晚风再吹而不散，愁云和月之间也不孤单，你足以倾城的两眼，教花与草还璀璨，然而眉目仿佛飘散，有一丝慨叹。 流水透彻出我俩， 沿路满布风霜，一雪亮，天空灰暗，爱得到了景仰。